Xin chào các anh chị nhà đầu tư. Chào các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của công minh. Ngày hôm nay là ngày 30 tháng 7 thì mình sẽ lên một video để nhận định về thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Đồng thời thì mình cũng sẽ lên cho các anh chị về những cái kịch bản và hành động của chúng ta tương ứng trong giai đoạn tới để làm sao chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả giao dịch nó tốt nhất. Và tiêu đề ngày hôm nay mà mình đề cập với các anh chị đó chính là nhà đầu tư cầm tiền cần phải chuẩn bị những cái điều sau để có thể đạt được cái hiệu suất giao dịch nó tốt. Đấy chưa? thì trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng với các anh chị thảo luận và đưa ra cái góc nhìn để các anh chị uh, sẽ chủ động giao dịch trong cái giai đoạn sắp tới khi mà thị trường hiện tại nó đang ở một cái trạng thái nó lưỡng lự nhá nó đang ở một trạng thái lưỡng lự và đánh cực kỳ là khó chịu đấy hiện tại chúng ta thấy là thị trường ngày hôm nay uh, nó có những cái trạng thái mà trong phiên ấy mình đánh giá là phiên ngày hôm nay nó cũng là một phiên nó khá là hay nhá nó đã có những cái trạng thái rụng và nó bắt đầu nó có những cái dòng tiền nó quay trở lại đấy chúng ta thấy là thanh khoản của thị trường ngày hôm nay nó nó cũng gọi là tương đối là bật tăng lên khá là nhiều so với ba phiên trước nhỉ đấy so với ba phiên trước thì thanh khoản ngày hôm nay nó đang gần chạm đến cái mức trung bình và ngày hôm nay nó có những thời điểm mà nó rũ nhưng mà về cuối phiên thì nó lại có những cái trạng thái rút chân lên thì trước mắt là mình đánh giá là những cái trạng thái này nó nó có đôi chút tích cực thôi nhá, đôi chút tích cực thôi nhưng mà nếu như mà trong trong những cái phiên sắp tới mà chúng ta thấy những cái một số những cái tín hiệu mà thị trường nó 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 không tốt ấy. đấy để ví dụ như là những cái tín hiệu như sau đây ví dụ là có những cái thời điểm mà thị trường ok, đoạn này nó cũng có những trạng thái rút chân. Tuy nhiên thanh khoản rất nhỏ nhé. Đấy, đoạn này coi như là nó hồi gần như là không có thanh khoản, đúng không? Và sau những phiên rút chân này, nó có những cái phiên phủ định lại nhá. Đây là một phiên phủ định lại sau phiên rút chân này. Thì lúc ấy lực cung nó bắt đầu nó ào ra. Nên là hiện tại mình cho rằng là cái mình sợ nhất đoạn này là nó vẫn tiếp tục đi ngang và nó không có thanh khoản. Đấy chưa? Và nó lại xuất hiện một hai phiên nó gọi là phủ định cái phiên rút này thì mình cho rằng là nó sẽ dễ, nó sẽ có những trạng thái mà nó rũ tiếp. Đấy, nó rũ xuống. Thì đấy nó sẽ là một trong những kịch bản mà mình muốn trao đổi với các anh chị. Và kịch bản uh, tốt ấy, đó chính là một cái kịch bản, đó chính là thị trường. Nó cần có những cái lực cầu vào liên tiếp. Thấy chưa? Có nghĩa là sao? Sau cái phiên ngày hôm nay nó bắt đầu nó có một chút thanh khoản uh, nhỉnh lên. Nhá? Thì chúng ta sẽ cần một, hai phiên nữa. Tiếp tục có những cái trạng thái thanh khoản vào. Nhá? Và quan trọng nhất nó phải là một cái trạng thái vã lại trend được Nó sẽ có những cái trạng thái vá lại chen nhá, nó sẽ vá lại chen. Cái VN của chúng ta hiện tại nó giống như là một con thuyền nhá. Nó có một cái nền này này, được chưa? Và cái chen này này. Nhá. Nhưng mà cái con thuyền này này nó đang bị thủng, nó đang bị thủng ở cái mức là 1246 đến 1250, được chưa? Nó là một cái phiên mà thị trường nó bị đạp khá là mạnh, hai mươi mấy điểm đấy. Được Và chúng ta thấy là nó đang bị thủng thì để cái con thuyền này nó sẽ làm sao tiếp tục ra khơi và nó tiếp tục đi duy trì được tốt ấy, thì nó sẽ cần phải vá lại được cái cái vùng thủng này càng sớm càng tốt nhá nên là mình cho rằng là bây giờ mà nó có những cái trạng thái vá chen này thì mình cho rằng là sau những cái phiên vá chen chúng ta hoàn toàn có thể đánh trở lại và đánh mạnh lại trở lại được luôn nhá thì đấy nó là một trong những cái tín hiệu mà mình đang mong chờ mình đang mong chờ đấy còn nếu mà nó không có những cái tín hiệu của dòng tiền vào vá chen thì chắc là chúng ta sẽ còn phải chờ đợi thêm nhà chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm và hai cái kịch bản này là hai kịch bản mà mình cũng đã trao đổi với các anh chị trong xuyên suốt kể cả chủ nhật và hiện tại là thứ hai à hôm qua thứ hai đúng không là hai cái kịch bản mà chúng ta cần phải theo dõi đấy chứ nếu mà chúng ta đánh ở những cái vùng mà nó lưng chừng ở giữa này này nó cũng gọi là hên xui lắm năm mươi mình ví dụ ví dụ là nếu mà ngày hôm nay các anh chị đánh được pvp được chưa thì các anh chị sẽ ăn được một cây trần nhá nó là một số ít hay là nếu mà các anh chị mà đánh phải DC DBC đúng không? Ví dụ các anh chị mua những cái thời điểm mà nó thấy nó hồi lên rất là mạnh đúng không? Thì nghĩ nó là một cổ phiếu rất là ngon nhưng mà bản chất nó chưa vã lại được cho chúng ta cái nền nhá. Mà chúng ta mua ở những vùng trên này, này Đấy, ngày hôm nay ăn ngay cây sản hay là CMX cũng thế này. Đấy nên là cái giai đoạn này nó là cái giai đoạn lưỡng lự, cổ trần tăng cũng có, cổ sàn tăng cũng có nhá. Đấy, nói chung là nó đánh rất là khó nên là bây giờ muốn một cái tín hiệu đánh tốt nhất ấy, thì một là vá hẳn trên chúng ta đánh được chưa? Vá hẳn trên chúng ta đánh và đánh nhóm ngành nào, đánh cổ phiếu nào thì mình cũng đã bày ra cho các anh chị hết rồi. Tí nữa mình sẽ bày lại nhá. Và nếu mà nó làm sao? Nó nó bị rũ được chưa? Đấy và chúng ta sẽ mua trong hoảng loạn, nghĩa là chúng ta sẽ tìm thời cơ chúng ta mua được cổ phiếu giá rẻ, phải là cổ phiếu khỏe, giá rẻ nhé Thì chúng ta sẽ uh, nắm bắt được cái cơ hội mà thị trường nó bị bị rung lắc tiếp Đấy, chưa? Và hoảng loạn. Nó giống như là cái việc chúng ta bắt đáy đấy nhá. Ví dụ là các anh chị nào mà bắt đáy ở cái phiên hoảng loạn này này thì nói thật là đến bây giờ chắc là vị thế nó cũng đang tương đối là tốt nhỉ. Nhiều cổ phiếu cũng có thể là nó sẽ hồi 10% đấy là bình thường nhá. Đấy nên là chúng ta mà bắt được ở những thời điểm đấy thì chắc là bây giờ nó cũng không quá là sợ cái thị trường này đúng không? Cùng lắm là về hóa vốn. Đấy là mình đang nói thế. Được chưa? Nên là các anh chị cần phải chú ý cho mình là cái những cái tín hiệu của thị trường nhá. Tín hiệu tốt đó chính là nó có một một phiên kéo bật tăng mạnh Đấy chưa? cây nến xanh tăng mạnh thanh khoản lớn. Đấy là tín hiệu thứ nhất hoặc là nó sẽ là một chùm nến nhá một chùm nến tăng với cái thanh khoản lớn hơn mức trung bình để nó vá lại cho chúng ta cái chen này một hai bốn sáu một hai năm mươi đấy một hai năm mươi một hai năm một hai sáu mươi nữa đi chợ đấy nó phải vá lại cho chúng ta được cái chen thủng này thì nó sẽ ok nhá còn trong trường hợp xấu đấy trường hợp xấu là sao ngày hôm nay nó có những phiên rút chân nhưng mà nhưng mà những phiên hôm sau nó có những cái phiên gọi là gì lực cung nó lại ảo ra đấy chợ đấy và cái mức thanh khoản nó cũng khá là ở cái mức trung bình mực lực cung nó lại áo ra và nó phủ định lại cái phiên rút thì mình cho rằng là dễ thị trường nó sẽ lại còn bị đạt tiếp đấy nên là hiện tại chúng ta mà hiện tại mà chúng ta vẫn đang cầm tiền cầm tỷ trọng lớn nhá thì mình cho rằng là cái việc chúng ta quan sát thị trường nó nó là cái điều rất là quan trọng nhá khi nào có tín hiệu chúng ta đánh nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều được chưa chứ chúng ta cũng đừng có mà vì nhìn một số cổ phiếu nó bật tăng tốt ví dụ như là BFC đúng không BFC nó là thuộc cái tuyếp cổ phiếu khỏe Nhà, nó thuộc tuyếp cổ phiếu khỏe và nó sẽ chỉ mua được ở những thời điểm mà thị trường nó bị rũ thôi ví dụ này mình ví dụ cho các anh chị nhá ví dụ như là DPG này chúng ta phải nhìn DPG này trong cái giai đoạn năm 2021 nhá nó là một cổ phiếu rất là khỏe và chúng ta thấy cái thời điểm mua được nó ấy, gần như nó chỉ là những cái thời điểm mà thị trường nó phải ở những cái trạng thái rũ hoảng loạn thì con này nữa thường là những con nó tạo đáy và nó bật lên đầu tiên đây là ví dụ này những trạng thái này đấy bật lên đầu tiên này những trạng thái bật lên rất là nhanh và mạnh này những cái trạng thái tạo đáy này và bật lên rất là mạnh. Hay là những thời điểm này cũng vậy này, rũ hai cây này, thị trường nó vẫn còn đi ngang thì những con này nó đã làm sao? Tạo đáy và bật lên rồi nhá. Và sau đó nó có những cái bước đà lên rất là khỏe. Được Kể cả thị trường rũ và những con này nó vẫn làm sao? Vẫn cứ đi lên. Đấy thì đấy nó thuộc tuyếp những cổ phiếu rất là khỏe rồi. Được chưa? Và chúng ta cũng không biết được là nó sẽ chạy đến đến bao giờ, nhưng mà những con đấy chúng ta sẽ chỉ mua được ở những thời điểm mà làm sao? Thị trường nó bị rung lắc, được chưa? Nó rung lắc và nó làm sao? Bị bán hoảng loạn ví dụ như là những thời điểm này chúng ta để ý này những cái con như là BFC đúng không đấy nó là một trong những cổ phiếu rất là khỏe thì chúng ta nhìn này, những cái thời điểm mà thị trường hoảng loạn này, những con này nó tạo đáy và đi lên đầu tiên rất là nhanh nhà tạo đáy và đi lên đầu tiên rất là nhanh hay là những cái thời điểm mà quanh một hai bốn mươi đấy chúng ta cũng để ý nhé nó, nó tạo đáy và nó đi lên đầu tiên mà nó bật tăng rất là nhanh hay là những thời điểm mà bị bán hoảng loạn là nhịp này cũng vậy này nó cũng tạo đáy và đi lên rất là nhanh nhá thì nó thuộc tuyếp số ít đấy chưa? và đấy và nếu mà thị trường ấy đấy như mình đề cập ấy, là nếu mà thị trường Nhá? nó vào cái kịch bản hai mà chúng ta đề cập đây kịch bản hai là cái kịch bản mà xuất hiện lực cung ảo ra đúng chưa và nó xuất hiện những cái trạng thái mà nó rũ tiếp tạo thêm một cái đáy nữa đúng chưa có thể là đáy hai hoặc là nó sẽ bị đè đè nén nó sâu hơn thì chúng ta phải tập trung cho mình vào những cổ phiếu khỏe nhá đấy nó sẽ những cái thời điểm bán hoảng loạn vậy nó sẽ là cái thời điểm tốt để chúng ta tập trung mua được những cổ phiếu khỏe và bị rũ đấy chưa mình ví dụ Đoạn này chúng ta đang thấy những cổ phiếu như là Masan này, này đúng không ạ? Đấy nó về đáy và nó bật lên cũng khá là tốt nhá. Nó có những cái phiên dòng tiền và bật lên rất là tốt. Thì mình đang tầm ngắm những con này nếu mà nó vào những cái trường hợp 2, kịch bản 2 thì chúng ta hoàn toàn có thể mua những cổ phiếu này nó bị rung rũ, được chưa? Nhưng con này có thể là nó sẽ rũ theo thị trường nhưng mà nó sẽ làm sao? Cái biên độ của nó rũ nó không quá mạnh và chúng ta mua những con này nó sẽ khả năng là thị trường nó tạo đáy xong những con này nó sẽ bật lên trước hay là BCM này. Đấy, BCM chúng ta cũng nhìn này, đúng không? Nó đang có những cái dòng tiền nó vào để nó vượt gì vượt hẳn nền luôn nên là nếu mà nó có những cái trạng thái rũ về quanh em 20 hoặc là p lấy cũng thế này được chưa đấy chúng ta nhìn này những cái đoạn mà nó tạo đáy này thị trường tạo đáy này những con này nó bật lên đầu tiên luôn đấy nó có những cái mức bật lên cũng khá là nhanh đúng không khá là nhanh và khá là nhạy hay là chúng ta cũng có thể để ý những con cng này nữa nha đấy thì đấy là một số những cổ phiếu mà mình thấy là đoạn vừa rồi thị trường tạo đáy nó có cái sức mạnh nó tốt hơn thị trường được chưa nên là cái giai đoạn vừa rồi chúng ta quan sát nó cũng có nhiều cái hay để theo dõi đúng không? Cái hay là chúng ta phải nhìn được là thị trường hiện tại của chúng ta hạnh tạo đáy được chưa? Cái tạo đáy ở cái nhịp mà hai hai này này nhá. Chúng ta sẽ lọc ra được đâu là cổ phiếu khỏe, đâu là cổ phiếu yếu hoặc là đâu là cổ phiếu trung bình nhá. Cổ phiếu khỏe thì chúng ta nếu mà nó rũ tiếp chúng ta sẽ nắm bắt những cơ hội như vậy. Đấy là đối với kịch bản 2 nhá. Đấy kịch bản 2 thì mình sẽ tầm ngắm đến những cổ phiếu nó kiểu kiểu như thế. Được chưa? Còn đến hiện tại là nó chưa chưa vào cái kịch bản 2 thì làm sao? Thì mình cũng sẽ không nói chi tiết cụ thể đâu mà mình chỉ phát thảo ra cho các anh chị về cái đường hướng cho các anh chị đi thôi nhá. Còn đến lúc nó 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 đi theo đường nào thì chúng ta sẽ hành động theo kiểu như vậy. Và cái kịch bản thứ nhất mà mình có đề cập đó chính là nó là một cái kịch bản tương đối là tích cực nhá. Là nó sẽ làm sao? Nó sẽ có những cái phiên làm sao nó vá lại chen Mình sẽ ví dụ cho các anh chị này. Uh, VN Index này. Mình sẽ ví dụ cho các anh chị đúng không? Là nó sẽ vá lại cho chúng ta những cái chen này có nghĩa là sao cái thuyền bị thủng này nó sẽ vá lại luôn để nó sẽ lấp lại cái, cái chỗ thủng thì lúc ấy là cái thuyền của chúng ta nó sẽ nó sẽ đi được lâu dài hơn nữa đúng không chứ nó không bị đắm như thế này được chưa đấy đây là cái trường hợp mà làm sao nó cũng quay trở lại những cái vùng bị thủng nó lưỡng lự, lự nhưng mà cuối cùng nó không vá nhỉ nó không vá lại và nó làm sao nó còn bị đắm tiếp đấy thì nó rất là xấu đây là một trường hợp mà mình cho rằng là chúng ta cũng có thể chú ý một cái trạng thái mà nó bị rũ rũ gãy canh, gãy nền này đây nha chúng ta nhìn này cái trạng thái này là đây à... uhm, đây một cái trạng thái này cái thời điểm tháng 10 năm 2021 nhá chúng ta có thể để ý là nó có một cái chen này ạ, và cái phiên này nó cũng là một phiên làm sao đánh thủng chen đánh thủng nền đấy ạ, và phiên sau nó vẫn là một phiên làm sao nó ép bán ra nữa đúng không? Nó có những cái trạng thái mà nó mở gáp và nó giảm, nó ép bán nhưng mà về cuối cùng nó lại có những cái trạng thái phục hồi rút chân giống như là bây giờ nhá. Và những đoạn sau nó vẫn làm sao? Phục hồi von nhỏ và gọi là gì? Nó linh sinh linh xình lưỡng lự được chưa? Đến khi chúng ta nhìn này, nó cũng có những trạng thái rũ này, được chưa? Và nó phục hồi này. Đấy, nó có lực cầu vào này và quan trọng nó phải là có cái phiên gọi là gì? Những cái phiên vá lại chen nhá, vá lại chen vá lại nền, nó là phiên này. Đấy, thì từ sau đó thị trường nó sẽ đi lên rất là bền vững đã đi lên rất là bền vững, được chưa? Đấy là về mặt thị trường nhá. Nên là nếu mà thị trường này chúng ta mà có được những cái tín hiệu mà nó vá lại, thì mình cho rằng là chúng ta phải chờ đợi được bằng được bằng được nó nhá. Thì lúc này chúng ta sẽ có rất là nhiều cơ hội để đánh luôn, chứ không phải là chúng ta um, cứ phải đi đánh riêng lẻ đâu. Nhưng mình cho rằng là nếu mà nó có vá lại, thì nó sẽ xuất hiện một một đến hai nhóm ngành khỏe để chúng ta đánh đấy, được chưa? Và cũng chia sẻ với các chị luôn là đoạn này mình đang khá là đang ngắm rất là kỹ cái nhóm nhóm thép à nhầm sorry nhóm bất động sản nhóm bất động sản là một cái nhóm mà mình đang tầm ngắm là nếu như một đoạn này mà thật sự nó vá lại thì chắc là mình sẽ tập trung rất là nhiều và đánh thậm chí là đánh đánh tập trung vào nó luôn đấy bởi vì là cạnh mình mình cho các anh chị nhìn lại cái dữ dữ kiện trong quá khứ nhá nói chung là nói có sách mà mách phải có chứng đúng không thì uh, chúng ta nhìn này đấy bao giờ mình trao đổi các anh chị thì mình cũng luôn luôn phải lấy ví dụ để cho các anh chị phải nói chung phải hiểu được cái 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 ý tưởng đúng không hiểu được ý, ý tưởng và đến lúc thị trường nó nó hành động nó xảy ra như vậy thì chúng ta sẽ hành động nó một cách nó nó chủ động hơn nhá chứ không đến lúc mà thị trường nó cứ bật lên như vậy xong các anh chị lại đi mua những cổ phiếu nó tào lao ở đâu ấy thì mình nghĩ là nó cũng không hiệu quả được chưa đấy hoặc là chúng ta lại mua ở những thời điểm mà nó không hợp lý mình ví dụ này đây sau khi mà thị trường nhá nó nó làm gì đây nó vá lại cho chúng ta ở cái phiên ngày mùng 5 tháng 10 được chưa Thì lúc đấy là những cái con như DIG bất động sản cái thứ nó vẫn đang làm sao? Tích lũy tích lũy tích lũy nhá. Thì sau khi thị trường vá xong này, nó bắt đầu nhóm bất động sản nó bắt đầu nó đồng loạt nên nó có cái trạng thái mà nó đánh lên đồng loạt được chưa Thì từ đấy nhá, từ khi nó vá xong, đoạn sau nó vào một cái nhịp sóng rất là khỏe. Được chưa Chúng ta nhìn bất cứ con nào thì nó cũng thế thôi. Được chưa KDH này, đúng không? KDH thì nó đã chạy những cái nhịp trước nhưng mà chúng ta nhìn này, đúng không? nó kể từ cái phiên mà nó vá lại xong ấy thì những đoạn sau ấy như con này nó bắt đầu vào sóng và nó chạy lên rất là mạnh nên là mình đánh giá là hiện tại thị trường ấy mà nó vá xong ấy chúng ta nói là để muộn ấy thì mình nghĩ là cũng chưa muộn nhá chưa muộn đâu bởi vì là vạ như cái đoạn này đúng không thị trường nó vá xong nó mới bắt đầu cái nhóm ngành bất động sản nó mới bắt đầu chạy cơ mà nên là chúng ta vẫn còn rất là nhiều cơ hội nhá chứ không phải là thị trường nó bật lên một cây như vậy là chúng ta sẽ mất cơ hội đâu mình nghĩ là không hay là 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 chúng ta để ý đấy xem Đấy, đúng không? Hiện tại thì bất động nhóm bất động sản mình thấy là nó cũng có cái độ siết von các thứ siết nền hay là những con mà nó bị rũ sâu nó cũng đang có cái tín hiệu tạo đáy như ngày hôm nay Novaland nó cũng có cái trạng thái mà nó bật lên cũng khá là ổn đúng không? Tạm tạm. Những con những con mà ở dưới tận đáy như vậy thì mình cũng không tập trung lắm, được chưa? Và mình sẽ tập trung những cổ phiếu mà nó trước tiên nó phải là kênh trên và nó phải có cái trạng thái nền tích lũy nó nó chặt chẽ nhá phải có trạng thái nền tích lũy chặt chẽ đây chúng ta nhìn này đây sau cái phiên mà thị trường nó đá nhá thì những con bất động sản nó vẫn làm sao kiệt von này cơ mà nhưng mà phiên sau này chúng ta nhìn này nó mới bắt đầu đánh lên này. thấy từ những phiên đánh lên này nó mới bắt đầu đi lên này được chưa đấy thì chúng ta mua mà đủ chúng ta chỉ cần nhìn thấy thị trường tốt ấy, lúc ấy chúng ta mới chọn một ngành khỏe để chọn ngành khỏe và sóng ngành dẫn dắt ấy thì lúc ấy chúng ta đánh nó sẽ sẽ ăn được một cái nhịp nó rất là ngon đó đây chúng ta nhìn này đoạn này là 6 ngành nó dẫn dắt đúng không đấy nhóm bất động sản đấy nhờ quá là ngon luôn được chưa nên là chúng ta cần phải cần phải có cái sự nhìn nhận nó phải chuẩn và chúng ta phải chuẩn bị trước nhá chuẩn bị trước đấy chứ đến lúc mà nó xảy ra chúng ta không có cái sự chủ động thì nó cũng vậy đúng không giống như là ví dụ là đoạn tới mà nó có một cây nến nó đánh lên đúng không chúng ta mà không có sự chuẩn bị chúng ta lại cứ mua bừa phứa mà chúng ta không biết được là chúng ta nên mua cổ phiếu nào nên mua nhóm ngành nào đấy thì chưa chắc chúng ta đã đạt được cái hiệu quả tốt nên là mình thấy thấy rằng là nếu mà đoạn này nhá nó có cái trạng thái vá chen thì mình sẽ tập trung cho chúng ta những cái cổ phiếu nhóm banh và nhóm nhóm bất động sản thì mình đang thấy là nó có cái độ tích lũy tốt còn ví dụ như là nhóm chứng khoán thì mình thấy là đoạn này nó đang yếu thật sự nó đang yếu và nó không phải là nhóm mà mình tập trung ví dụ chúng ta nhìn như là SSI này đúng không này nó vẫn còn đang đắm tàu nó vẫn còn đang đắm tàu hay là hay là vick đang đắm tàu nên là chúng ta không thể đánh được thật sự không thể đánh được nhưng mà chúng ta nhìn bất động sản đi chúng ta thấy Nam Long đúng không? Nó đang có cái nền ngang nó khá là chặt chẽ, được chưa? Nếu mà chúng ta gom trước ở những cái vùng này thì có thể là cầm nó sẽ hơi lâu một tí, nhưng mà đến lúc ấy, mà thị trường thật sự tốt và nó thật sự cần một con sóng ấy thì mình cho rằng là bất động sản sẽ là một trong những cái nhóm mà tiềm năng rất là tiềm năng. Nhá. Hay là chúng ta nhìn ADH đúng không? Đấy, nó cũng có những cái trạng thái mà nó tiết kênh thanh khoản rất là nhỏ kiệt von lại như thế này, được chưa? Ok. Anh chị nào mà kiểu muốn đánh theo tín hiệu thì ok cứ đợi thị trường nó bùng xong rồi chúng ta sẽ đánh hai là muốn gom trước ấy, thì chúng ta sẽ gom dần gom dần được chưa và canh anh chị gom ấy, cái vị thế của chúng ta ấy, nó thứ nhất là chúng ta gom không được quá 30% và thứ hai là chúng ta phải quản trị được cái vị thế gom như vậy đúng không ví dụ là nó xấu chúng ta cũng phải phải gọi là gì tỉa tóc dần dần được chưa để làm sao cho được cái vị thế của chúng ta nó phải là cái vị thế mà nó an toàn nhá đấy cái đoạn này nó đánh lên này, nhưng mà nó bị bùng nổ không thành công này và đoạn dưới này nó bị rũ và nó tích lũy lại nhá nó giống mình thấy là nó giống cái form của DGC nhá mình thấy là nó giống đây nó cũng là một pha đánh lên Xong, sau đó nó không bùng nổ thành công thì nó làm sao điều chỉnh kiệt von lại đúng không kiệt von lại rồi cuối cùng nó có những pha bùng lên này nó chạy 40% là bình thường nhá đấy đây là đối với DGC nó còn chạy 40% còn ví dụ mà bất động sản mà nó có sóng ấy thì nó sẽ chạy cực kỳ là phiêu đó thì mình sẽ mình thấy là cái đoạn này chúng ta cần phải uh, chú ý nhá Uh, hay là những cái cổ phiếu mà mình thấy là nó cũng có cái trạng thái tích lũy nền nó tương đối là ổn đúng không? ví dụ như là aa này chúng ta ngài thấy ngày hôm nay nó cũng có dòng tiền bắt đầu nó vào thì bản chất là cái phiên này nó chưa phải là một phiên mà nó đánh bùng nổ lên thì mình cho rằng là những cái trạng thái này của aa chúng ta hoàn toàn có thể gom ở những cái thời điểm mà nó nền này thứ nhất là như thế hai là nếu mà ngày mai nó có một phiên dòng tiền nó vào liên tiếp bây giờ ngày mai nó có một phiên dòng tiền vào tiếp hoặc là sắp tới Nhá. khi mà thị trường nó cũng bùng nổ lên mà nó có những phiên dọc tiền nó vào liên tiếp đấy và nó tăng bù lại cái phiên phiên mà nó bị cụt đầu ngày hôm nay này thì mình cho rằng là những con này nó sẽ nó sẽ đánh nó bứt từ cái nền này nó đi lên nhá đấy cái dư địa ăn của những cổ phiếu này mà nó bùng nổ ấy nó cũng phải khoảng chừng là 20 mươi phần trăm là ít đấy thì đấy là là một số những cái cơ hội mà chúng ta cầm tiền là chúng ta cần phải chuẩn bị chưa chúng ta đánh chúng ta cần phải biết là chúng ta đánh cổ phiếu nào thì bất động sản thì mình cũng không ưu tiên các anh chị đánh DXG làm cái gì cả hay là DIG làm gì cả bởi vì nó là những cổ phiếu kênh dưới nó khá là yếu rồi được chưa nó là những cổ phiếu kênh dưới mà nó không có cái trạng thái tích lũy chặt chẽ được chưa đấy những con này thì ok nó nếu mà theo nhóm bất động sản nó hồi thì nó cũng sẽ hồi thôi nhưng nhưng mà nó sẽ không thể nào đi bền vững bằng những cái con mà nó có nền tảng ổn được được chưa đấy là về một số những cái trao đổi đấy hay là PVP này ngày hôm nay tăng trần thì chúng ta nhìn này nó cũng đi từ một cái nền tích lũy nó cũng tương đối là chặt chẽ chứ đúng không? Đấy, nó cũng làm sao cũng điều chỉnh này kiệt von này bật lên này. điều chỉnh này kiệt von này bật lên này. đấy nó cũng khá là chặt chẽ đấy, nhưng mà bây giờ thì bảo là mua thì mình nghĩ là là hơi muộn yeah, hơi muộn không nên mua ở những cái đoạn này nữa đợi thị trường đi cứ đợi thị trường nó mà tốt nó nó diễn biến tốt thì lúc ấy chúng ta sẽ có rất là nhiều cơ hội nhá yeah. chứ không việc gì phải vào nó quá sớm làm gì cả được chưa các anh chị nào mà vào sớm ấy, gọi là lấy vị thế những cái con từ nền ấy. ví dụ này nhiều anh chị hỏi là từ những cái phiên này này ok các anh chị lấy từ nền này 23 phần trăm được không mình đồng ý đúng không đồng ý và nếu mà nó có phiên bùng nổ lên thì các anh chị rất dễ các anh chị có thể nhồi thêm được nhá đấy thì đấy nó sẽ là cái cái việc mà chúng ta lấy trước vị thế thì chúng ta phải lấy từ những cái thời điểm mà nó ảm đạm như thế này nếu mà nó có xấu phải cắt luôn đấy đấy là cái cái vấn đề mà mình muốn trao đổi nhá nó phải đi từ cái nền nó phải đi nền chặt chẽ như này đúng không cái nền này đó thì đấy là một số những cái cái vấn đề mà mình muốn trao đổi nhá tổng kết lại được chưa cái video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ muốn trao đổi ngắn thôi tập kết lại là hiện tại chúng ta ấy, nếu mà chúng ta là một người thật sự an toàn và đánh theo kiểu như mình nhé thì mình sẽ bỏ qua những cái cổ phiếu tăng riêng lẻ ở cái nhịp này đúng không nó sẽ có những cổ phiếu bật hồi riêng lẻ nó khá là tốt và nó sẽ bật lên trước thị trường chúng ta không thể biết được nhưng mà nếu thị trường này tốt thật sự nó phải vá được cho chúng ta cái chen nhá thị trường này tốt thật sự nó phải vá lại được cho chúng ta cái chen thì lúc đấy mình đánh giá là các chị mua gì cũng được à, không hẳn là mua gì cũng được nhưng mà các chị phải đấy cái trong cái danh sách cái list của mình để cập cho các anh chị thì các anh chị mua gì cũng được đúng không nó sẽ là những cái cổ phiếu mà cổ phiếu khỏe mà chúng ta có thể tâm ngắm nhá đấy quan trọng là nó phải ván lại trên thì lúc này chúng ta mua ok chúng ta có thể mua đuổi pvp các thứ các thứ cũng được đấy, kể cả nó đã có những cái trạng thái bùng nổ và nó không không có vị thế từ nền nhưng mà hiện tại nó chưa ván lại trên thì mình đánh giá là một cái tàu tàu lớn nó nó đúng không đấy nó mang tính chất nó định hướng cả cái thị trường này đúng không cái thị trường này mà nó không tốt thì cổ bên trong ấy nó khỏe thế nào ấy, thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi đúng không đấy nên là thị trường này nó cứ tốt cái đi đã bây giờ thì lúc này chúng ta sẽ đánh nhá nó khác với cái thời điểm mà cái giai đoạn vừa rồi là mình đề cập là đánh chưa chắc đã phải nhìn theo thị trường đúng không chứ chắc lại phải nhìn theo thị trường cổ phiếu có điều chỉnh có rung lắc về những cái vùng chiết khấu ok thì mua bởi vì lúc đấy thì sao bởi vì lúc đấy là thị trường nó vẫn đang giữ chen nó vẫn đang rất là bình ổn đúng không còn bây giờ là nó đang bị thủng nó đang có vấn đề rồi đấy vá lại chen chúng ta sẽ đánh lại nhá thế nên là hiện tại mình đang chờ những cái trạng thái vá chen còn không trong trường hợp xấu đấy nó bị rũ thêm tiếp thì một số cổ phiếu mà chúng ta tầm ngắm thì các anh chị biết rồi đấy nó phải là những cổ phiếu mà nó khỏe đúng không và đoạn vừa rồi nó nó kiểu nó tạo đáy trước thị trường và nó, nó khỏe hơn thị trường ấy thì chúng ta sẽ tầm ngắm vào nó. Ví dụ như là BCM này, ví dụ thị trường mà bị kiểu bị dụ nhá thì những con này chắc là mình sẽ là tầm ngắm đầu tiên hay là Masan này. Đấy, nó sẽ là những cổ phiếu mà mình tầm ngắm đầu tiên. Đó nhá. Hay là chúng ta có thể để để ý đến PLX đúng không? Đấy nó sẽ là những cổ phiếu mà ok thị trường rũ ấy chúng ta sẽ phải tầm ngắm đến nó. CNG này. Đúng không? Hay là NTP này cũng vậy này, nó bọn nhựa này cái bọn nhựa này đang bật lên khá là ổn đấy đấy để xem cái nhóm nhóm nhựa này xem nó có 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 khỏe không nhá ntp này đúng không những cái thời điểm mà mình bảo là các anh chị hoàn toàn có thể đây đúng không chúng ta thấy là nó khỏe hơn thị trường mà nó tạo đáy trước thị trường thì những con này chúng ta hoàn toàn có thể đánh cược và đánh nó sớm từ những cái thời điểm này luôn đi ạ. thì ok là những con này nó sẽ bật hồi lên trước thị trường nhá nhưng mà chưa chắc là sau nó đã đã là những cái nhóm ngành tăng khỏe nhất đi ạ. quan trọng nhất là chúng ta phải đánh được đúng thời điểm thế thôi ạ à. thì đấy là một số những cái cái trao đổi mà mình muốn các anh chị cần phải nắm vững nhá các anh chị nào mà hiện tại đang đang muốn mua ấy thì các anh chị cần phải có cái cần phải có cái sự kiên nhẫn một xíu được chưa một là các anh chị sẽ mua được ở một cái thời điểm thị trường nó cực kỳ tốt và nó an toàn đúng không là cái thời điểm vá chen hai là các anh chị sẽ mua được những cái cổ phiếu khỏe ở trong một cái trạng thái giá sale đấy nên là các anh chị đừng có nói thật là mình cũng không khuyến khích các anh chị mua vội ở những cái vùng này đâu nó 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 hơi trông chênh hơi tranh thật sự hơi trông tranh đúng không ví dụ các anh chị mua được pvp thì chúc mừng các anh chị đúng không nhưng mà các anh chị mua phải dbc mua phải cmx những ngày hôm nay nó bị giảm sàn thì có phải là đau không đấy và mình thấy là cái tỷ lệ mà nó bị giảm đoạn này nó lại còn nhiều hơn đấy nên là chúng ta cần phải có sự chuẩn bị kỹ một chút nhá ok thì đây để mình về phần cuối đi thì chắc là mình sẽ ngồi lọc qua một chút về cái cái trạng thái của nhóm một số nhóm ngành cổ phiếu và một số cổ phiếu mà mình thấy là khỏe để chúng ta có thể uh, có thêm góc nhìn nhá Đấy, đoạn cuối này là trao đổi về cổ phiếu thôi trước trước mắt là chúng ta phải nhìn về banh đi banh thì mình đang đánh giá là con NAB này, này. hay khỏe đấy chưa nó cũng là thuộc thuộc tốt là khỏe đấy đấy tạo đáy trước thị trường ấy và chúng ta nhìn này nó có những cái trạng thái mà nó vượt đỉnh đấy chưa đấy cấu trúc tích lũy đi ngang rất là chặt chẽ và nó có những cái trạng thái bùng nổ lên đấy chưa đoạn này về test lại M20 thì những con này nhá có rung lắc có điều chỉnh chúng ta hoàn toàn có thể mua được được chưa có rung lắc điều chỉnh chúng ta hoàn toàn có thể mua được mở với banh này ngày hôm nay chúng ta thấy là nó lại làm sao nó lại bật lên nó lại bật lên thì những con này thật sự là bây giờ ok các anh chị nào mà săn được ở những cái vùng 23 x ấy đúng không là cái thời điểm mà nó điều chỉnh rung lắc lấy vị thế thì ok còn điểm gia tăng ấy mình cho rằng là nó phải nó phải có những cái phiên mà nó bùng nổ thêm nữa đúng không nó phải có những cái phiên mà nó bùng nổ với thanh khoản nó phải lớn hơn mức trung bình này ít nhất là nó phải gấp đôi cái phiên ngày hôm nay với cái một cây đánh lên để chợ nó phải phá lại được cho chúng ta cái ít nhất là nó phải vá lại cho chúng ta cái phiên mà nó bị bị bán giảm như thế này thì mình nghĩ là 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 nó sẽ tốt nhá nhóm bạch cũng là một trong những nhóm mà chúng ta có thể kỳ vọng và sóng được có thể kỳ vọng một số cổ phiếu nó đi tích lũy nền nó cũng tương đối là chặt chẽ ví dụ như là MB Bank ví dụ như là MSB ví dụ như là Tiên Phong Bank ví dụ như là SHB để chợ nó là những cổ phiếu mà chúng ta thấy là nó có cái cấu trúc tích lũy nó nó chặt chẽ rồi, được và nếu mà đoạn này thật sự mà nó đánh lên, nhóm banh đánh lên thì nó cũng đúng, không? thì thị trường nó cũng khá là khỏe, và những cái cấu trúc này mà nó đánh lên thì nó cũng sẽ đánh lên rất là rất là phiêu, nhá. nên là hiện tại mình đang chờ đợi những cái phiên mà nó đánh lên xác nhận nó là những cái phiên bùng nổ đi, nhá. đấy đoạn này mình sẽ thích đánh bùng nổ hơn, đấy, bởi vì là thị trường nó chỉ cần xác nhận cho mình thôi, thì mình sẽ sẵn sàng đánh bùng nổ, nhá. còn hiện tại thị trường mà chưa, nó mà chưa gọi là gì nhỉ nó chưa xác nhận này thì mình cũng không dám đánh bùng nổ ví dụ như là ngày hôm nay pvp bùng nổ này đúng không nó cũng nằm trong kịch bản của mình nhưng mà thị trường nó chưa bùng nổ nên là không sẵn sàng đu những con này bây giờ có vị thế rồi thì còn ok còn gia tăng được còn không thì chúng ta cứ chờ đợi những cái 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 cơ hội khác ví dụ như là mb bank ví dụ như là MSB đúng không bùng nổ lên chúng ta hoàn toàn có được một cái điểm mua luôn đấy là đối với nhóm bank nhóm banh thì có một vài cổ phiếu mà mình thấy là nó hơi có cái rủi ro thứ nhất là Bank đúng không nó vẫn là một cái trạng thái phân phối mình đề cập rồi không đánh nữa nhá. không đánh con LB Bank nữa hay là một con VIB này mình cũng thấy là nó đang đang xấu và nó không không có được một cái trạng thái tốt đấy nó đang bị gãy nền rũ đấy, có thể là nó sẽ về những cái vùng dưới này này nó sẽ cân bằng và nó lại hồi lại tuy nhiên nó không phải là một cái form mà chúng ta có thể đánh được bây giờ đánh thì đánh những cái form mà nó đi đi nền nó gọi là siết lại như thế này này đánh nó sẽ yên tâm hơn nhé và nó có bùng nổ lên những con này nó sẽ đánh phiêu hơn à, đấy là đối với nhóm banh này tiếp tục thì có à, nhóm bất động sản đi bất động sản thì mình lướt qua thì mình thấy là ngày hôm nay thì có Novaland thì nó gọi là gì bật lên từ đáy nhỉ gọi là có chút bật hồi từ đáy thôi chưa có gì đáng kể nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy con vick cũng cũng làm sao cũng bật lên đúng không cũng bật lên nhìn cũng khá là hay khá là hay nhỉ cũng chờ đợi xem xem là nó có sóng không nhé hiện tại thì chưa thấy chưa đủ dự kiện nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy là ví dụ như là nam long cũng bắt đầu nó có chút tiền mồi đấy chưa phiên ngày hôm nay có tiền mồi tuy nhiên mà nó bị rụt đầu như thế này thì mình thấy là nó cũng bình thường thôi nhá ngày mai mà nó có những cái phiên ngày mai ngày kia ngày kia ví dụ vậy nó đánh lên những cái phiên mà nó nó chọc thủng em 20 chọc thủng lên trên ấy. thì đấy nó sẽ là những cái điểm xác nhận tín hiệu mua nhá đấy thì những cái điểm đấy các anh chị hoàn toàn có thể mua nhá đặc biệt là khi mà thị trường nó lại còn có cái sự đồng điệu thị trường nó cũng vá lại chen đấy còn bất động sản thì chúng ta thấy là nếu mà nó có cái sự bùng nổ lên của cả một nhóm thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin gọi là gì nhỉ đánh cược những cái ván cờ như vậy nha kdh thế này đúng không đấy, nó kiểu giống dgc thì nó sẽ, sẽ dễ có những cái pha bùng lên như thế này thì mình đánh giá là 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 những cái điểm mà chúng ta hoàn toàn có thể ví dụ ở dưới này mua rồi nhá thì đoạn này chúng ta hoàn toàn có thể gia tăng được được chưa hoàn toàn có thể gia tăng được đấy chứ nó mà đánh lên có khi nó nó đánh lên giống như DGC nó đánh lên luôn cũng, chứ, cũng chả có test tủ gì đây mà đánh lên luôn đấy là mình ví dụ như vậy nhá còn ví dụ anh chỉ mua những cái vùng nền này này đúng không xấu lắm thì nó gãy kênh thì lúc này chúng ta cắt cũng chả có vấn đề gì cả đúng không đấy. có nghĩa là sao mua những vùng này thì rủi ro nó cũng khá tương đối là thấp nhá đấy sẵn hàng rồi thì rủi ro tương đối là thấp đây là nhà này chúng ta để ý này nó cũng có những phiên bùng lên trước đấy con nhà này nó đã có tín hiệu sớm sớm một xíu thì chúng ta cũng có thể theo dõi nhá cũng có thể theo dõi đấy nếu mà um, nó có những cái cây mà nó bùng lên tiếp theo và nó đi theo cùng sóng ngành thì những con này nó cũng sẽ là những con chạy lên rất là phiêu đấy. đấy ngày hôm nay nó vẫn giữ được cái nhịp của nó nhỉ vẫn giữ được nhịp đấy mình chỉ sợ một cái là nó bị làm sao có một cây nến nó phủ định luôn cái cây nến này này thì lúc đấy là nó cực kỳ xấu bây có cây nến mà nó phủ định thì cực kỳ xấu có bao nhiêu bán hết được chưa? Còn không thì chúng ta hoàn toàn có thể canh ở những thời điểm me me những thời điểm mà khoảng 29x nhỉ. Dung lắc thì nhảy vào vô vập mà lấy thôi. <laughs> HDC gọi là một cổ phiếu cũng có form tích lũy khá là kinh đấy. Kiệt von đấy, đấy Nếu mà có phiên xác nhận bùng nổ lên thì cũng có thể tầm ngắm mà đánh được. Đấy, những con này thì gọi là gì? Đánh từ nền, đúng không? Đánh từ nền luôn đấy. đánh từ đáy luôn ấy. <laughs> Thật sự thì nếu mà đánh nó ở những cái vùng dưới này này, thì mình thấy là nó cũng khá là an toàn đúng không cái nền của nó khá là chặt chẽ này chưa? nó mà thủng nền này thì thôi thì cứ cắt thẳng tay thôi đúng không nhưng mà mua ở đây thì mình thấy là khả năng là nó bị bán thủng nền nữa thì nó cũng cũng thấp đúng không? nên là nếu mà ai mua được ở những cái vùng 27 x này quanh nền này thì mình thấy là khá là yên tâm Đấy, nên là ai mà cầm thì cũng cũng cứ cứ chờ đợi thêm đi đây là một số những cái nhận định về nhóm bất động sản nhóm chứng khoán thì mình mình cũng không phân tích nhiều đâu bởi vì là mình thấy là cái tiềm năng nó không ok lắm IDC này nó khu công nghiệp khu công nghiệp thì cũng gọi là tầm tạm đúng không có BCM dẫn dắt nhưng mà thấy bên trong thì cấu trúc tích lũy của nó mình thấy là nó cũng bình thường lắm nó chưa có cái cái gì đáng chú ý cả nên là nên là chắc là những con này mình sẽ phải xem xét thêm xem xét thêm nhá chứ không phải là không chú ý xem xét thêm đấy bên trong cấu trúc của nó cũng có một số cổ phiếu cũng khá là hay mình sẽ xem xét thêm ờ, ngoài khu công nghiệp thì chúng ta sẽ chú ý đến cái nhóm Uh, một số cổ phiếu riêng lẻ hoặc là nhóm thủy sản mình thấy là cũng à lướt qua về nhóm VN30 trước đã nhá VN30 cũng khá là hay để đánh giá đấy chúng ta có đây để mình vn uh... VN30 thì chúng ta thấy là có MWG này, đúng không về test về kênh này, bật lên này. đấy thì tạm thời là nó là những con mà sao vẫn giữ được chèn nó vẫn giữ được chèn tại về kênh nó lại bật hồi lên bây giờ thì để mua thì thì chắc là khó rồi nhưng mà masa tập trung được này gát thì gọi là gì Ở tận tận nền tận đáy này những con này nó dùng để kéo thị trường lên thì cũng rất có khả năng đấy chứ nhỉ cũng rất có khả năng nó gọi là gì tận nền này rồi đúng không kiệt von lại rồi những con này thì bật lên thì có thể bật một hai phiên Đấy có VIB xấu này, Vinhome xấu này, VRA xấu này. FPT thì gọi là gì vẫn ở chúc phân phối rồi thì mình cũng không động đến nhỉ. Hy vọng rằng nó nó vẫn đi ngang để nó giữ được nhịp thị trường thì nó sẽ là tốt nhất nhé Chứ mình cũng không có kỳ vọng mua những con như thế này. Đấy bởi vì là nó đã có cái cấu trúc phân phối rồi thì mình cũng không động đến. HPG thì chưa có vấn đề, chưa có gì. Đấy, trong nhóm VN30 thì thấy được mấy cái cổ phiếu banh như SHB tiên phong banh này mà banh này thấy cũng khá là ổn nhỉ đoạn này mà có phiên bùng nổ lên có nhóm banh tham gia vào thì chắc chắn thị trường nó sẽ vá lại được chen đấy ba 30 thì khá là hay à, để xem nào một số cổ phiếu riêng lẻ đây đây là một số cổ phiếu mà mình lọc ra được thì mình sẽ sẽ cho các anh chị lướt qua một số nhá nói chung là mấy cổ phiếu đấy thì mình cũng có trao đổi với các anh chị từ từ những phiên trước rồi PNZ đúng không? Đấy nó là những cổ phiếu mà nó kiểu cũng đi nền, kiệt von cũng khá là hay đúng không? Những con này mà hiện tại nó đang chạm cả thì có thể là canh những thời điểm điều chỉnh về quanh những vùng 93 94 ấy xong lại lại nó lại vòng lên nó sẽ đi ở một cái biên này khá là chặt. Đấy nên mình cho rằng những con này thì đánh nó gọi là gì? Gọi là đúng chất đầu tư đấy nhỉ. Cầm nó cầm nó khá là an toàn đúng không? Đúng chất đầu tư. À, chúng ta sẽ nhìn thấy được một cổ phiếu cũng có cấu trúc tích lũy cũng khá là hay ví dụ như là ANV đúng không cũng đang vẫn rất là kiệt von đúng không kiệt von khá là chặt chẽ đấy đúng không kiệt von này mà nó có một cú bùng nổ lên đấy nói thật là bây giờ mua lưng chừng thì khó nhưng mà nó bùng nổ lên thì mua rất là dễ nên là mình hy vọng rằng nó sẽ có những pha bùng nổ lên nhá bùng nổ lên là sẽ là có những cái điểm mua cho chúng ta với một cái cấu trúc mà nó chặt chẽ như thế này được chưa đấy một cái cấu trúc mà nó đang kiệt von lại như này đấy thì rất dễ là những đoạn sau nó cứ đây ví dụ đoạn này cũng kiệt von này những đoạn sau nó có những cú bùng lên này đấy rất là hay còn đoạn này mà nó nó là những cái đoạn cuối này. đoạn trước nó có thanh khoản vào này đoạn này lại kiệt lại này đấy rũ xong lại kiệt thanh khoản này mà bùng lên phát nữa thì dễ là nó sẽ vượt đỉnh và nó nó sẽ vào những cái pha kéo lên khoảng 4x đấy là với cái view của của anv à, chúng ta sẽ chú ý được một số cổ phiếu như sau lhg là một trong những cổ phiếu mà mình thấy là cũng khỏe nhỉ có khu công nghiệp đấy đúng không cái con này ngày hôm nay nhúng phát nó lại rút chân đấy, bản chất của nó là một trong những cổ phiếu khá là khỏe đấy, đúng không khi mà thị trường nó tạo đáy những con này nó vẫn làm sao vẫn cái đi lình xình đi ngang này và thị trường tạo đáy xong phát nó bật lên một cây gần trần luôn được chưa đấy và ngày hôm nay nó có nhúng phát nó lại rút thì đấy là bản chất của những con khỏe được chưa bản chất những con khỏe thì chúng ta phải căng ở những thời điểm mà nó bị rung lắc uhm, bất động sản mình thấy có con itc này thì nó đang vòng lại về những cái vùng mà chúng ta hoàn toàn đặt cái điểm mua này đúng không đấy thì những cái vùng thăm dò này mình cho rằng là nó sẽ là những cái vùng khoảng 11 đến 11 năm nhá là những cái vùng thăm dò đấy mình cũng có đề cập từ trước này, đúng không đấy nó kéo lên này nó vòng lại một nhịp nữa này. thì cũng khá là hay nhá đáng để theo dõi nó cân bằng ở đây kiệt von lại hay đấy chú ý cho mình còn mà nó cứ tuột tuột tuột, tuột thì điểm cắt lốt nó sẽ là vùng 11 nhá thùng 11 sẽ sẽ bye bye Ờ, à, cổ phiếu uh... ngày hôm nay có GSB này cũng bật tăng trần này của nhóm vận tải đấy vận tải có cả VTO nữa đấy, vận tải ngày hôm nay có cả PVP nữa đúng không mấy con vận tải xăng dầu ấy, nó ngày hôm nay bật lên khá là khỏe thì chúng ta cũng chú ý mấy con này đi Nhà thị trường mà tốt những con này mà vượt đỉnh ấy, thì có khi nào nó lại vào những pha chạy nước rút nhá nên là những con này rất dễ nó sẽ có cái form chạy nước rút nên là thị trường mà mà phải tốt cơ chúng ta mới mới chú ý mua đuổi được như kiểu GSP này đúng không ngày hôm nay cũng bùng lên này IPVP này đúng không vận tải xăng dầu dầu khí đấy nhỉ ngày hôm nay nó đều bật lên thì chúng ta thấy là nó có cái sự đồng thuận của những cái cổ phiếu nó cùng cùng loại cùng nhóm ngành thị trường nó phải tốt cơ thì mình cho rằng là nó nó mới đáng để để đuổi bây giờ nó đã chạy rồi thì thôi nhá. Nhưng mà mình cũng giới thiệu cho các anh chị. Hay là HVH này đúng không? Là một cổ phiếu mà mình đề cập với các anh chị đấy là nó làm sao? Nó bùng nổ lên từ cái thời điểm mà thị trường nó đúng không? Thị trường xấu nhưng mà những con này nó vẫn bùng lên mà. Được chưa Thì nó đang là những cái cổ phiếu ok, tạm thời nó là cổ phiếu khỏe nhưng những con này nó hơi nhỏ. Chỉ dùng để quan sát, nếu mà những con này mà nó bùng nổ thành công ấy, đến lúc thị trường nó nó xác nhận ấy, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin đánh ở những cái form bùng nổ nhá. Đấy chúng ta nhìn này, khi mà thị trường nó còn lưỡng lự những con này bùng nổ nó vẫn thành công cơ mà. Được chưa? Đấy ngày hôm nay có những lúc nó bị bán sàn nhưng mà cũng cũng có ngay lực cầu vào. Thấy được cũng khá là ổn. Bảo mua mới thì thì khó, bảo mua mới thì khó. Trừ khi là thị trường nó phải thật sự tốt thì mới dám đuổi những con như thế này thôi nhá. còn thị trường chưa tốt thì chưa nên đuổi. Đấy, những con như bùng nổ lên như là VPI này chúng ta nhìn này, chậm một cái cấu trúc nền tảng lớn như thế này, chậm nó bùng nổ lên này, đấy chúng ta nhìn này. kể cả thị trường nhá có sập nhá những con này làm sao vẫn đi lên thế đấy những con này là những con mà chúng ta có thể chú ý được ở những cái thời điểm mà ví dụ thị trường nó rũ thêm đúng không ví dụ trong cái kịch bản hai là thị trường nó rũ thêm những con này nó rũ ấy đấy chúng ta hoàn toàn có thể bắt những cái con mà nó ở kênh trên nó khỏe như thế này nhá con này thì gọi là hơi bó cung chúng ta nhìn lại thanh khoản của nó kiểu nó cứ ngang ngang nhau nhưng mà cũng có thể chú ý và đánh được đấy nếu mà nó bị bị rũ khi mà thị trường nó cũng rũ có thể chú ý được ri này được RE này cũng là một trong những cổ phiếu làm sao? Tạo đáy. Và bật hồ này cũng khá là khỏe đúng không? Chúng ta nhìn này, khi mà thị trường nó bị rũ xuống này, nhưng mà những con này nó form kiểu form nó hướng lên nhá. Thì mình cho rằng là những con này nó sẽ là những con mà gọi là kinh trên và nó kiểu cứ cứ có những thời điểm hoảng loạn điều chỉnh, chúng ta hoàn toàn có thể nhặt được nó đúng không? Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta thấy nó hoảng loạn phát nhưng mà về sau nó vẫn rút chân lên khá là nhanh nhỉ. Đoạn tới mà nó có hoảng loạn về quanh vùng 6667 này. Nếu mà trong kịch bản 2 nhé Hoàn toàn có thể nhảy vào chiến được chưa? mình sợ là ở đoạn này nó cân bằng xong nó lại đi lên ấy. ri có thể chú ý thuộc cái tốp um, chú ý trong kịch bản 2 nhé, còn kịch bản 1 là chúng ta cứ tập trung mấy con đi nền tảng tích lũy nó sẽ ok hơn. Uhm. ngày hôm nay có pvt thì gọi là gì vá lại vá lại nền rũ nha, yeah. có pvt để vá lại nền rũ cũng thuộc dạng cũng thuộc uh, cái nhóm vận tải dầu khí đấy, đấy hôm nay vá lại nền rũ thì xem xét nó ở những cái đoạn sau đúng không? ok nó vá lại cho chúng ta nhìn cũng khá là ổn đấy nhỉ đấy, đoạn tới mà nó có những phiên bùng nổ lên kết hợp với thị trường tốt thì những con này cũng có thể đáng chú ý được nhá đấy, đoạn này mình thấy là cứ phải thị trường tốt cái đã thị trường tốt rồi mới nhòm lên cổ phiếu nhá Ok thì chắc là Nói chung là cũng chỉ có có tầm đấy cổ phiếu thôi à đấy có thêm con này nó cũng hay cũng có thể giới thiệu thanh khoản nó nhỏ thôi nhưng mà mình thấy là nó vẫn đang bám em 20 thì và chúng ta nhìn ấy, thị trường nó tạo đáy những con này nó cũng có những trạng thái bật tăng trần đúng không thị trường rũ nó không rũ nhiều nhưng con này nó nó sẽ kiểu đi đánh 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 gọi là gì nhỉ nó sẽ đánh riêng nó không đánh theo thị trường mấy đâu nên là những con này mà kiểu thị trường mà rũ và nó test về những cái vùng em 20 này cũng khả năng nó sẽ dễ bật lên nhà cũng dễ bật lên nên là cái chị nào mà kiểu thích đánh thanh khoản nhỏ đúng không thích đánh mấy con nhỏ thanh khoản nhỏ thích đánh phiêu thích đánh lướt thì có thể chú ý đến những con như thế này được chưa ok nó sẽ test về những cái vùng này nhá ví dụ các anh chị có thể mua ở những cái vùng 10.4 10.5 và đúng không và cắt lốt nó ở những cái vùng thủng 10 ví dụ là như thế được chưa chấp nhận một cái khoản lỗ là 5% đấy thì mình thấy là nó hoàn toàn là một cái điều chúng ta hoàn toàn có thể chú ý được chú ý được nhá đấy, nhìn cái form của nó khỏe hơn thị trường cái này thì chắc chắn là nếu mà thị trường tốt những con này nó sẽ bật lên rất là khỏe rất là hay nhá chú ý cho mình được đấy là một số cổ phiếu mà mình dành thời gian lọc ra được những cái tốt cổ phiếu khỏe thì các anh chị có thể chú ý và nếu mà thị trường nó đi theo diễn biến của một hay là hai thì chúng ta sẽ đều có cái phương hướng để xử lý và đánh nhá ok thì nội dung ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến đây và hẹn gặp lại các anh chị trong những video sau bye bye các anh bye bye các anh chị bye bye À quên giới thiệu một chút là nếu các anh chị theo dõi đến đến cuối video này rồi thì các anh chị hãy dành một chút thời gian để like bình luận và share cái video này của mình để cho mọi người nào anh chị nào mà cũng đầu tư và cũng có cái 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 định hướng nó giống mình ấy, thì chúng ta có thể tham khảo và học hỏi nhau còn các anh chị nào mà muốn tham gia vào dung cộng đồng thì chúng ta cứ quét mã qr phía bên trên màn hình còn hiện tại các anh chị nào muốn tham gia thành uh, hội viên thành uh, thành viên trong nhóm tư vấn thì các anh chị có thể liên hệ với mình thông qua số điện thoại với các anh chị nào ở bên vps hoặc TCBS đều có thể uh, trở thành uh, thành viên trong dung vip của mình nhá nên là các anh chị nào cần hỗ trợ cần một người đồng hành thì có thể liên hệ với mình thông qua số điện thoại để chúng ta có thể đồng hành với nhau trong giai đoạn sắp tới khi mà nếu mà thị trường nó có những cái diễn biến tích cực hơn chúng ta sẽ có những cái điểm mua và có những cái trận đánh mới nhá đấy chúng ta sẽ set up những cái trận đánh mới cho những cái nhịp sau ok các anh chị nhá bye bye các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong những video sau